ngâm chết lâu rồi. Ông gà nó cứ kiểu nước tầm quan trọng quá. Đâu nó phải thông khoái lên. Nắm mồm lắm như tao đấy, tụi mày nắm mồm người ta làm là được là được. Thôi. Nam thì cứ xem kẻ đi rồi cứ nói làm gì. Mẹ nó con phải mắng nhiều ấy. Câu rồi đã làm được.